Sau sự kiện ngày 24 tháng 6, ông Prigozhin đã lên tiếng. Sau đây là nội dung. Do những âm mưu, những quyết định thiếu sáng suốt, Wagner sẽ phải chấm dứt sự tồn tại vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Wagner không muốn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga vì điều này sẽ dẫn đến việc mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Những người chiến đấu sẵn sàng vào Bộ Quốc phòng thì đã ký hợp đồng, nhưng đó là thiểu số, ước tính chiếm khoảng 1-2%. Wagner muốn trở thành một phần của bất kỳ cấu trúc nào khác để có ích cho Tổ quốc nhưng đã không được lắng nghe. Chúng tôi không tỏ ra hung hăng nhưng chúng tôi đã bị tấn công bằng tên lửa. Khoảng 30 chiến binh Wagner đã thiệt mạng. Đây là động lực khiến chúng tôi hành động. Trong toàn bộ cuộc hành quân kéo dài 24 giờ, Wagner đã đi được 780 km. Không một binh sĩ nào của chúng tôi thiệt mạng. Chúng tôi rất tiếc đã buộc phải tấn công các lực lượng không quân. Nhưng những chiếc trực thăng đó đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào chúng tôi. Trong cuộc hành quân, tất cả các căn cứ quân sự dọc đường đều bị phong tỏa và vô hiệu hóa. Không có một chiến binh nào bị ép tham gia chiến dịch này và mọi người đều biết mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu là ngăn chặn sự phá hủy của Wagner và đưa ra trước công lý những người đã phạm vô số sai lầm với những hành động thiếu chuyên nghiệp của họ. Điều này được công chúng yêu cầu, tất cả các quân nhân nhìn thấy chúng tôi trong cuộc tuần hành đều ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi dừng lại vào lúc phân đội tấn công đầu tiên, cách đó 200 km, tiến hành trinh sát khu vực và thấy rằng rõ ràng sẽ có rất nhiều máu đổ. Quyết định quay đầu của chúng tôi dựa trên hai yếu tố. Chúng tôi không muốn làm người Nga đổ máu. Yếu tố thứ hai là chúng tôi biểu tình chứ không tìm cách lật đổ chính quyền. Khi đó, ông Lukashenko đã chìa tay ra và đề nghị tìm giải pháp cho vấn đề của Wagner. Cuộc tuần hành đòi công lý của chúng tôi cho thấy những vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất trên khắp đất nước. Chúng tôi đã cho mọi người thấy ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt đáng lẽ phải diễn ra như thế nào. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước nhân dân cảm ơn nhân dân Nga đã kiên cường, đoàn kết và thể hiện lòng yêu nước. Các bạn thân mến, hôm nay một lần nữa tôi gửi tới toàn thể các công dân Nga xin cảm ơn vì sự kiên cường, đoàn kết và lòng yêu nước của các bạn. Tôi xin nhắc lại, cộng đồng xã hội, chính quyền hành pháp và lập pháp ở tất cả các cấp đã thể hiện sự thống nhất cao độ. Các tổ chức xã hội, tôn giáo, các đảng phái chính trị hàng đầu, trên thực tế là toàn bộ xã hội Nga đã cùng chung lập trường vững chắc, đồng nhất rõ ràng trong việc ủng hộ trật tự hiến pháp. Tất cả đã đoàn kết và tập hợp bởi điều chính yếu nhất là trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc. Xin nhấn mạnh rằng, ngay từ khi bắt đầu sự kiện, đã mau lẹ thông qua những quyết định cần thiết ngay lập tức để vô hiệu hóa mối đe dọa phát sinh để bảo vệ trật tự hiến pháp, bảo vệ cuộc sống và an ninh của các công dân của chúng ta. Trong mọi trường hợp, nổi loạn vũ trang chắc chắn sẽ bị trấn áp. Những đối tượng tổ chức nổi loạn, dù đã mất đi sự tỉnh táo cũng không thể không hiểu điều này. Họ hiểu mọi điều, bao gồm cả việc họ đã đi tới hành động tội phạm, chia rẽ và làm suy yếu đất nước hiện đang phải đối mặt với những mối đe dọa to lớn từ bên ngoài, hứng chịu áp lực chưa từng có từ bên ngoài. Khi xung phong ngoài mặt trận với lời hứa, quyết không lùi một bước, các đồng đội của chúng ta đang hy sinh. Tuy nhiên, những đối tượng tổ chức nổi loạn đã phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, phản bội cả những người bị họ lôi kéo vào hành động phạm pháp. Họ lừa dối những người này, đẩy họ vào chỗ chết dưới lửa đạn để bắn vào quân ta. Chính kết quả huynh đệ tương tàn là thứ mà kẻ thù nước Nga mong muốn. Cả những phần tử theo chủ nghĩa phát xít mới ở Kiev, cả những nhà bảo trợ phương Tây của chúng, cả những kẻ phản bội quốc gia đủ loại khác nhau. Họ muốn để các binh sĩ Nga giết lẫn nhau, để quân nhân và dân thường đều thiệt mạng, để cuối cùng nước Nga sẽ thua, còn cộng đồng xã hội của chúng ta sẽ chia rẽ, chết thảm trong cảnh nội chiến, nồi da, nấu thịt, đẫm máu. Họ phủi tay, mơ ước trả thù cho những thất bại của họ ở mặt trận và trong quá trình gọi là cuộc phản công, nhưng họ đã tính sai. Tôi cảm ơn toàn thể các quân nhân của chúng ta, các nhân viên thực thi pháp luật, các lực lượng đặc nhiệm đã đứng lên cản đường quân nổi loạn, vẫn bảo tồn nguyên vẹn lòng trung thành với nghĩa vụ, lời thề và với nhân dân của mình. Lòng dũng cảm và sự hy sinh quên mình của các anh hùng phi công đã cứu nước Nga khỏi những hậu quả tàn khốc bi thảm. Đồng thời, chúng tôi đã và đang biết rằng đại đa số các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, tận tụy với nhân dân và quốc gia của mình. Họ đã chứng tỏ điều đó bằng sự can đảm trên chiến trường, giải phóng Donbass và Novorossiya. Người ta đã cố gắng sử dụng họ trong bóng tối để chống lại những đồng đội, chiến hữu mà họ đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu vì lợi ích và tương lai của đất nước. Do đó, ngay từ khi bắt đầu các sự kiện, theo chỉ thị trực tiếp của tôi, các bước đi đã được thực hiện để tránh đổ máu. Dành cho điều này cần có thời gian, bao gồm cả thời gian để những người mắc sai lầm có cơ hội suy nghĩ lại, hiểu ra rằng
cộng đồng xã hội kiên quyết phản bác hành động của họ và cuộc phiêu lưu mà họ bị lôi kéo tham gia sẽ có những hậu quả bi thảm, hủy diệt như thế nào đối với nước Nga, đối với nhà nước của chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả những người lính và chỉ huy của nhóm Wagner, những người đã biết chọn lấy quyết định đúng đắn duy nhất, không đi đến cảnh huynh đệ tương tàn và kịp dừng lại ở ranh giới cuối cùng. Hôm nay các bạn có cơ hội tiếp tục phục vụ nước Nga bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan công lực khác, hoặc trở về với gia đình và người thân của mình. Ai muốn có thể rời đến Belarus. Lời hứa này của tôi sẽ được thực hiện. Tôi nhắc lại, lựa chọn là của các bạn, nhưng tôi tin chắc rằng đó sẽ là lựa chọn của những chiến binh Nga đã nhận thức được sai lầm bi thảm của bản thân. Tôi xin cảm tạ Tổng thống Belarus Alexander Grigorievich Lukashenko vì những nỗ lực và đóng góp của ông vào việc giải quyết tình hình một cách hòa bình. Nhưng tôi xin nhắc lại, chính tinh thần yêu nước của các công dân, sự đoàn kết của toàn thể cộng đồng xã hội Nga đã đóng vai trò quyết định trong những ngày này. Sự ủng hộ to lớn đó tạo điều kiện cho chúng ta cùng nhau vượt lên những thử thách khó khăn, cam go nhất đối với tổ quốc của chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.